Các vườn cà phê tại huyện Đắk Lông, tỉnh Đắk Nông bị vàng lá rụng quả bất thường, không phải do phân bón chất lượng kém mà do bệnh ở rễ. Đây là kết luận của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông. Kết quả phân tích mẫu phân bón đất và cây cho thấy mẫu phân bón đạt chất lượng, có hàm lượng dinh dưỡng đúng chuẩn đăng ký. Để xử lý, nông dân cần phun phân bón lá để cung cấp vi lượng cho cây, đồng thời sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để kích thích bộ rễ cân bằng dinh dưỡng. Trước đó, nhiều hộ trồng cà phê ở Đắk Lông, tỉnh Đắk Nông đã nghi ngờ chất lượng phân bón khi thấy cây vàng lá rụng quả sau khi dùng phân NPK của công ty phân bón Bình Điền.